sôm chim rán phô đo nhiệt nhôm phút bọt sát tình ơ. Hay thằng ngày đi phong đáy nhôm phần nát mà phiếp chết ở ca sôm lai em nọ khốn cả đôi chì bạc ca chmua nhiệt nhôm đại bàn chôl bạc chai nông ca chiêu nâu bạc ca cherry hay nâng bom hay nâng ca chơi xe xe tiết sầm rạp đàm nâu vật mẹn theo dụt bọt dưỡng đôi bọc bạc hết đại dương ban đam chị đàm chơ đàm ca nâu vật mạng theo dụng bọc dưỡng đi đôi sát ngày muối nhưng còn nát mà phiếp hay nâng bạc ca nàm chắc mấy buồn bóng biết ban đi buồn tờ lê nâu hai phạc dương nâu tròn tố ní hay khuyên ca chê ri đầu tiên nó cứ sát bằng tên là ó cua chê ti cua cuốn chẳng tên nó khơi tham bà sân chì dương nhìn đàm ca tình ó nút dụng bạc đàm nâu vật mạng theo dụng bọc dưỡng rất là sát bằng tên xâm rõ sát cua chỉ tì côi côn hay nhiệt nhóm mình chụp bài từ hai phát rô còn lại chọt làn ở bàn và bà chô chấn dương màu vọt dương dương bàn màu bồng bình của sao hỏi bàn mà thọ rụp sát chỉ phải xác nhiệt nhóm sấy sấy có chỗ chật thọ rụp hay màu vọt dương đấy còn lại đang chơi thông thông từ lùm từ liên côi nhằm bài chỉ lạc đại phù xa chỉ phàm ly chỉ mật hệ mà chung kia thọ rụp lên hay bàn tên phiếp sát tiền chấn có bàn chỉ trong tình ca nâng hay nhận vô mà chúng luôn có khóm trô bùm đất đầy dương khá trong tình ca mà đam là vọt dương đùm ơ bạc vên vọt dương khu dịch tình trạng là nâng có chôn mà nẹ phí đa mà nẹ bây đa mà bụp chân tớ có cách ca dương nước ban xùm lại cho hôn đọc sọc ngay nì chân khổ khát lý xùm khai em nọ khôn đó nhận vô tình ơ đại bàn trạng là bố chia nâu và chai nâng dốc ca vì cái lại bọc luôn nâng mọc đàm nâng vọt bọc dương đồng bầy lùm ồ thì ả ràm bọc dương chân xông thay mọc nào côn nhiệt nhôm tiếng ồ xông tuột bàn nâu sự gây sốc chùm rán hãy chia phí xe nô xông ở viên xông rọc nâng sọc sát đến tên hãy nhiệt nhôm bà sân chia mình bàn lươi chú mua nâng nông ní cái đấy có xông to ba mọc mà phóng của chùa nà tớ nhiệt nhôm chùa chán thơm ai chờ lòng bánh chi nâng lại đấy chân xong nhiệt nhôm bạc ở mặt đang phong và sân chia mình lưu chú mua ấy dạng nha nữa hay bởi nhiệt nhôm trong tour khám tiết mà nâu tập tour và to tiết chẳng xong chúm ràn phô lia tâm này sân xong ở khôn nâng xong tập tour bàn nó sọc xuống đây xa đây mong quân nó không cầm cửa xa bán cực rục này chi này ròn to riêng tư mà phía nâng xong an chú mua sắp rõ chốn bàn chô bà chay chiều tình đam chơ thì mặt đam cá mặt đam phong vọt cá chia ri mặt đam hùng ố xâm đam vọt mẹn thịa rồi miền nhôm prom chan phoal các bạn chô chia đam chia ri đam plam đam peach hay nâng miền đam cội sai đại gọt bạn vô mẫu lụa vô lời chô khổng vọt có đôi chia bạn bạc kên đó và xong lòng vật hay là nhôm ô ba sẽ ca hiếp bôi hiền bàn cho đam chơ hỏi đam đấy hay nhôm lục choi vị bó nâng nè sợi phôn xì nát rôn tượng bót lục tu vị tú nâng nè sợi yon và nát nè sợi sợi so móng nâng xoa mấy lục phôn là rượt nâng xa linh ná sàn xa ni sàn nè sợi cầm nì út nâng cua xá lột sờ muôn chống nâng cua xá nên đam chia ri bị đám nâng đam ca tây tiên bị đám rồi từng ót buồn đam thì rồi chạy nâng từ buồn rối bạch sập tờ là ụt luôn một thí nè niên chia lên vút bị đám tật rạ bị rồi sai sập tờ là lục liêng sổ khá nè sợi em hình và ní bị đám tất cả chúng luôn bị rồi xài sập tờ lá ở ba sọ cơm phử nâng ở ba sẽ ca nốt sổ hát rôm tầng bốt bị đám bị rồi xài sập tờ lá nè sợi kệ sổ chán ở ba sẽ ca quay hú nè sợi châm sổ chiệt bị đám tất cả chúng luôn bị rồi xài sập tờ lá tất cả chỉ còn chưa nở mỗi đám tất cả mà rồi một phay đồ lá và đây chỉ còn hòn vì rẻ mỗi đám mà rồi một phay đồ lá đại còn giàn mỗi đám mà rồi một phay đồ lá nhôm bó quân lứ nên còn trái mỗi đám đá tất cả mà rồi một phay đồ lá
ញោមញោមស្រីសួយសេងមួយដើមទឹកប្រាក់120ដុល្លារលោកយ៉ាននិងអ្នកស្រីហុំមួយដើមទឹកប្រាក់120ដុល្លារញោមងាញោមមនញោមមនខេងញោមភះគន្ធាមួយដើម120ដុល្លារញោមច័ន្ទសំអាងនិងកូនចៅមួយដើម120ដុល្លារបងស៊ីណាមួយដើម120ដុល្លារអ្នកស្រីសុធាកៅនិងមនីរតថែមមួយដើម120ដុល្លារមីស្ទ័រដេវីតឡុងអែនហ្វាមលីមួយដើម120ដុល្លារញោមទេពសាអែមមួយដើម120ដុល្លារអញ្ចឹងមកពីសូមថ្លែងអំណរគុណដល់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទដែលជាចំណុះជើងវត្តតែងតែមានសទ្ធាជ្រះថ្លាបានចូលរួមកសាងវត្តក៏ដូចជាជាវនៅរបស់ផ្សេងផ្សេងជាក់ស្ដែងដូចជាការជាវនៅដើមផ្កានិងដើមឈើមកដាំសម្រាប់លំអវត្តខ្មែរអន្តរយោនេះអញ្ចឹងខ្មែរសូមជូនពរញាតិញោមទាំងអស់ឲ្យបានជួបប្រទេសនៅពុទ្ធពរទាំងឡាយ4ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈក៏ពរទាំងឡាយ4ប្រការនេះចូលកើតមានដល់ញោមកុំអីក្លៀងក្លៀតឡើយយ៉ាងទៀតសូមឲ្យញោមឯងប្រកបមុខរបររកស៊ីអីជោគជ័យហើយមានសុខភាពល្អនិងមានសុភមង្គលក្នុងក្រុមគ្រួសារសូមចាំពរសទ្ធាយើង
Mm-hmm.